Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta cùng nghe tiếp Đàm Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, chuyển ngữ Thủy Đạm Nguyệt Group. Chương 57: Xuất phát đến ốc đảo. Editor: Ơn Panda. Phong cảnh nguy nga hùng vĩ trước mắt, không bà có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Chúng tôi đều ngắm nhìn đến gần cả người Tuy rằng trong sổ tay văn cầm Cũng có nhắc đến một cái ốc đào Nhưng mà Ấn tượng trong tôi không phải là như thế này Vùng lòng trào cực lớn Hơn nữa Lại trông rất ngay ngắn Bạn tự bảo Trông có vẻ như hố thiên thạch vậy Từ trên vách đá nhìn xuống Chỉ thấy mây mù lần vẩn Hầu như toàn là lá cây dày đặc Không nhìn thấy tình hình cụ thể ra sao Đây chính là tháp mộc đà rồi Thật không ngờ chúng tôi lại phát hiện ra nó bằng cách thế này hình như có hơi đơn giản quá thì phải phan tử quay xe về chúng tôi đứng dùng ống nhòm nhìn xuống thung lũng vừa suy xét xem chuyện này là thế nào phan tử nói xem ra ngọn núi đá nơi định chủ trác mã chia tay với nhóm văn cẩm đã thực sự biến mất rồi nơi này là khu vực hồ muối có lẽ đó vốn là một ngọn núi đá qua vài chục năm vài trận mưa chỉ còn lại một đồi đất có điều cơ theo hướng nước sông vẫn đủ để tìm đến nơi này những điều này trong sổ tay của văn cẩm không biết tôi cũng không biết được có điều hôm nay phát hiện ra ốc đảo này như vậy chúng tôi có chút luống cuống không biết phải làm sao tôi bèn hỏi phan tử anh có tính toán gì không phan tử nói nhất định phải xuống đó trước xem sao anh nghe tôi nói về cuốn sổ tay và lời nhắn của định chủ Trác Mã Biết Văn Cẩm chắc chắn ở dưới đó Bây giờ không thể chờ hội họp với ông ba được Cứ xuống hẳn đó xem tình hình ra sao Văn Cẩm chính là sư mẫu Nếu vì chờ ông ba mà bỏ mặc sư mẫu Về cây danh đồng bạn này Khỏi làm luôn cho rồi Thời gian không còn nhiều nữa Tôi nghĩ thầm Anh đúng là một thủ hạ đủ nhị thập tư hiếu Nhưng mà tôi cũng nghĩ giống vậy Thời gian đã không còn nhiều Tính ra Mười ngày như ở ngay trước mắt Hỏi vài người Họ đều không có ý kiến gì Còn bảo tôi xem xem Nên đi xuống cây thùng lũng này như thế nào Trong cuốn sổ Văn Cẩm có miêu tả rất cặn kẽ tuyến đường đi Năm xưa bọn họ tiến vào thung lũng Thông qua một khe núi Có điều Để hình nơi này Đã hoàn toàn thay đổi Nếu cứ theo miêu tả tuyến đường của cô ấy Thì chắc không thể tìm được khe núi ấy rồi Chúng tôi đành phải lái xe đi lòng vòng quanh thung lũng mà tìm Qua nhiều lần vòng vèo rốt cuộc cũng phát hiện ra Một khe núi rộng lớn Phan tử đi một vòng lớn quanh thung lũng Rộng khoảng 4 km vuông Tìm được lối vào khe núi Chẳng đường đầu có thể lái xe mà đi Chúng tôi đi thẳng vào trong Mà cho đến đoạn đường có nhiều đá tảng Chặn lối mới dừng Sau đó mọi người xuống xe Vào theo trang bị Rồi đi bộ vào trong Đi mai đến khi Điền thấy cây cối mới dừng lại nghỉ ngơi Tôi lấy cuốn sổ của văn cầm ra Đọc kỹ ghi chép bên trong Đọc xong cuốn sổ Tôi không khỏi có hơi lo lắng Thèm những suy đoán mà văn cầm ghi lại trong cuốn sổ Khe núi này cực kỳ hung hiểm Đi tiếp vào trong khe núi Vì độ cao so với mực nước biển càng thấp hơn Thảm thực vật nhiệt đới sinh trưởng ôm tùm rậm rạp Trừ khi mịt mù dày đặc Mà đà phòng độc của chúng tôi có thể sẽ không chịu được môi trường ẩm ướt đến thế Hơn nữa Nơi này là lối vào duy nhất Đến được cung Tây Vương Mẫu Những sự việc xảy ra trên suốt chặng đường này Khiến tôi cảm thấy cung Tây Vương Mẫu Cực kỳ quỷ dị Có thể lương trước được con đường này Không hề dễ đi Có điều so ra Thì tôi vẫn lo lắng nhất là Chuyện đi qua khe núi này Ở quê khe núi này Chỉ là vùng đất trung tâm ốc đảo là nơi các dòng sông đổ về tụ hội. Bên dưới nước tán cây dày đặc ôm tùm kia, toàn là đầm lầy ẩm ướt. Để hình kỳ quái của nơi này, gần như biến nơi đây, thành một khu rừng mưa nhiệt đới ngay giữa sa mạc. Tuy rằng, chúng tôi biết vương thành cổ của Tây Vương Mẫu nằm ở đâu đó trong đầm lầy, nhưng lục sục tìm kiếm ở trong đó có thể nói chính là liều mạng rồi. Chúng tôi ngồi dưới tán cây trong khe núi đọc thật kỹ những biểu tả sơ lược về con đường tiếp theo trong sổ tay văn cẩm bởi vì chưa tiến vào vùng đầm lầy thật cho nên có nhiều đoạn đọc mà cứ ù ù cạc cạc hơn nữa có nhiều chỗ văn cẩm viết một dấu chấm hỏi vào đó chúng tôi không biết những dấu chấm hỏi này là có ý nghĩa gì làm chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu cuối cùng đành quyết định đi bước nào hay bước ấy sau đó chúng tôi mỗi người tự làm công tác chuẩn bị của mình lúc đi thăm dò biết con đường phía trước còn rất dài chúng tôi phải kiểm soát tiêu hao vật tư hôm nay muốn vào đến hậu viện tây vương mẫu đương nhiên cũng không lo được nhiều thế pháo sáng pháo lạnh diêm thuốc tất cả những gì có thể mang chúng tôi đều đem vào phan tử từng đi lính bây giờ thành cố vấn của chúng tôi anh ấy nói lúc ở trên vách núi đi xuống dưới này thấy nơi này cũng không khác rừng mưa nhiệt đới cái kiểu vùng đầm lầy ẩm ướt như thế này Là nguy hiểm nhất Trên đầu là những tan lá rộng Của rừng nguyên sinh Gần như bao trùm toàn bộ thung lũng Thảm thực vật rậm rạp đến thế Ánh mặt trời chắc chắn Là không chiếu xuyên qua được Bề dây tan cây xe tối om om Trương khí dày đặc Là thiên hạ của những loại mũi Đỉa, côn trùng độc Mặc dù nhiệt độ ở đây phải hơn 30 độ C Nhưng chúng tôi bắt buộc Phải mặc quần áo dài nếu không chắc chắn trên người xe chẳng còn miếng thịt nào lành lặn đâu an ninh nói tôi có thuốc đuổi côn trùng vậy có được không phan tử bảo cô đuổi được mũi đi nhưng lại kéo thứ khác đến trong rừng nhiệt đới không nên có mùi gì quá nồng bằng không dù cô có không đụng phải giá thú thì cũng là giá thú đeo bám theo sau chúng ta lần này chỉ có tôi mang súng dù có đụng phải lợn rừng cũng không đủ chống đỡ cuối cùng anh ấy nói mỗi khi tiến vào vùng đầm lầy nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng có lội xuống nước hoặc đi đụng vào nước bùn anh ấy từng có một chiến hữu trong lúc đánh mai phục chân bị lún xuống đầm lầy còn chưa tới một phút đã rút chân ra thế mà cả cây chân toàn là lỗ hồng bị con gì đục khoét sạch trong tình cảnh này nếu mà gặp phải chuyện như thế thì chẳng khác nào toi mạng có khi tôi mạng luôn còn đỡ hơn Tôi nhìn ánh mắt của Phan Tử Cảm thấy anh ấy không phải nói chuyện giật gân Để hù dọa Trong lòng cũng cảm thấy kỳ dị Bạn buộc chặt ống quần hơn nữa Mất hai tiếng đồng hồ Chúng tôi mới sắp xếp đóng gói đồ đạc xong xuôi Phan Tử gào to một tiếng Tất cả liền xuất phát Mùa du bình đi đầu Phan Tử đi cuối Phạt bớt các cành cây tan lá Đi thẳng vào sâu trong khe núi Chúng tôi vừa bước đi trời liền âm u hình như lại sắp mưa tôi thầm cảm khái trong lòng sự ảo diệu của thiên niên đúng là vô cùng vô tận ở sâu trong sa mạc xài đặt mộc khô hạn lại có một ốc đảo ẩm ướt mưa nhiều đúng là tạo hóa sắp đặt không theo bất cứ khuôn mẫu nào khe núi này không giống kiểu khe núi gia đang trong thành ma không phải do phong hóa mà thành mà hình như là kiểu thung lũng díp tơ. Hình thành từ các vận động địa chất Đai khe không bằng phẳng Lầm trầm đầy đá tảng Đủ hình thù Tầng tầng lớp lớp Vành đa trông như bị dao sắc cắt gọt mà nên Có điều Nếu để tôi nói Thì tôi lại đồng ý với ý kiến của bàn tử Địa hình nơi này Quả thực giống như một hố thiên thạch Thùng lũng díp tơ này Dường như vốn là một vết đất gãy Trên vỏ trái đất Do thiên thạch rơi xuống đập vỡ Lúc mới hình thành có lẽ Còn sâu hơn bây giờ nhiều Sau dần dần bị phong hóa Đầy lên và phẳng hơn Ở xung quanh vùng lòng trào Các khe núi như thế này Có lẽ không chỉ có một Khe núi cực rộng Sau khi tiến vào rừng rậm Bốn phía trở nên oi bức ngột ngạt Chúng tôi chả mấy mà toát đầy mồ hôi Trên các tảng đá Và cây cối ở khắp xung quanh Đều phủ đầy rêu xanh Không thể đặt chân lên nổi Dây chân chúng tôi đã toàn là bùn lầy sền sệt ẩm ướt và các rễ cây đan sen rối rắm bước đi trên cây lưới rễ cây đan sen tua tủa được con quái vật nhiều vòi mỗi bước đi lại thụt phải một cái hố tàn cây trên đỉnh đầu rậm rạp đến nỗi không nhìn thấy ánh nắng đâu nhất thời tôi có ảo giác rất nghiêm trọng bây giờ có thực là tôi đang ở trên cao nguyên thanh tảng hay là đang ở trong rừng nguyên sinh amazon vậy vẫn tưởng rằng loại tình huống này Chỉ có thể gặp phải khi ở đầu cuối khen núi Không ngờ trong khen núi đã vậy rồi Vậy tình huống trong vùng long trào kia Phòng trường càng không ổn rồi Ban tử đi mà thở hồng học Điên tình hình phía trước Điên bảo không biết trong ốc đảo này Có động vật gì không Đi săn với con sơi mẹ nó đi Coi như là một loại phúc lợi Chứ không quãng đường này Đi thật là thiệt thòi phan tử nói trong cánh rừng mưa khép kín nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn này chê e là sẽ không có dã thú lớn đâu có nhiều nhất chỉ sợ là toàn bây còn côn trùng rắn rết sâu bỏ thôi trong nhiều đầm lầy như thế này rắn là thường gặp nhất Phan tử nói rắn cũng được hội ở quảng đông từng xơi bò cảm nướng rồi dù sao thì chỉ cần là thức còn tươi thôi vậy ông đây không thành vấn đề gì rất Tôi nhớ đến văn cầm Từng viết trong sổ Buồn lầy nhiều rắn Gặp người không biết sợ Chắc hẳn phan tử nói không sai đâu Chỉ không biết kích cỡ của lũ rắn ở đây Trong mấy bộ phim Hollywood Thường thấy một loài chăn to Đưa cây cây cổ thủ Xe lù cán không chết Có điều ở đây chắc không có điều kiện như thế Hơn nữa Môi trường sinh thái ở đây vô cùng đặc biệt là một hòn đảo biệt lập khép kín Tôi nghĩ, trừ phi là chim bay hoặc con người Điều thứ khác vẫn không thể tiến vào nơi này Sinh vật ở đây đều là những sinh vật đã sinh sôi nảy nở Ở ốc đảo này từ thùa sơ khai Hồi đó, Sai Đan Bọc vẫn còn là một mảnh đất trù phú giàu có Sông ngòi dày đặc, giống loài phong phú Có lẽ chúng tôi có thể tìm thấy rất nhiều động thực vật Đã tuyệt chủng trong ốc đảo này có lẽ chúng tôi có thể tìm thấy Nhiều động thực vật đắt tuyệt chủng Trong ốc đảo này Đây mới là thứ còn có giá trị Hơn cả cung Tây Vương Mẫu Nghe đi nghĩ lại Tôi thấy thôi đi Truyền thuyết Tây Vương Mẫu trong Sơn Hải Kinh nói Cùng Tây Vương Mẫu Được một đám chim xanh mặt người bảo vệ Đã nhất định là một loài chim giữ khổng lồ Mà chúng tôi không biết rõ Không chắc có phải Là loài quái điều Đã tấn công bọn tôi ở núi Trường Bạch hay không cái lỗ này Vẫn là tuyệt chủng thì tốt hơn Bởi vì cây cối quá đối rậm rạp Mà chúng tôi lại ở trong khe núi Không có điều kiện để đi vòng vèo Chúng tôi chỉ có thể Vừa phạt bớt các loại dây leo giả cối Tán cây ôm tùm vừa tiến lên Vừa này rất tiêu hao thể lực Bàn tử vào muộn ru mình Phải thay phiên nhau dẫn đường Mà cũng chẳng khởi sắc bao nhiêu Cùng mày ở trên vách núi một bên còn có một đường trời xanh giống như một dải gấm xanh biếc cảnh sắc cực kỳ lộng lẫy thỉnh thoảng còn có mấy thác nước hình thành do trận mưa hôm trước Chút xuống ầm ầm chúng tôi đi qua cậu có thứ để tám chuyện đi được chẳng bao lâu chúng tôi liền phát hiện trên vách đá trước mặt xuất hiện rất nhiều hang đá dày đặc phải đến trăm cái lận phủ đầy rêu xanh không biết bên trong có điều khắc cái gì chúng tôi lập tức căng thẳng chẳng còn tâm tình đâu để ngắm phong cảnh nữa xuân đường đi không thấy bất cứ di tích gì liên quan đến nước tây vương mẫu vẫn có cảm giác không thật bây giờ bông dưng thấy được chúng tôi thật sự bắt đầu đến gần vùng đất trung tâm của quốc gia cổ thần bí này rồi đây là một chuyện nghĩ mà thấy hưng phấn thì thế nhưng thực tế thì lại cảm thấy có hơi khủng bố thu lại tâm tình đùa bỡn chúng tôi đi đến kiểm tra xem đường hàng đá này có to có nhỏ Cây to thì đủ nhét Hai cái xe tải giải phóng vào Nhỏ thì chỉ cao cỡ nửa người Khác với đồn hoàng nhiều lắm Các hang đá rất nông Ở bên ngoài là có thể thấy pho tượng ở trong Chỉ là chúng bị một tầng rêu xanh dày đặc phủ lên Tôi leo lên Lấy dao găm ra Bắt đầu cạo lớp phủ ngoài Trên một bức tượng ra Từ trong rêu xanh dần dần lộ ra Một bức tượng đá cực kỳ quái dị Trong rêu xanh đó là một bức tượng thần Khắc hình mặt người thân chim Phong cách chạm trổ giống với phong cách trên vỏ gốm Chúng tôi tìm thấy trong con thuyền chìm Là điều khác của nước Tây Vương Mẫu thật sự Trải qua sự mài mòn của cả ngàn năm Bên ngoài tượng đá Phô đầy thạch học Nhìn thấp thoáng không rõ Tôi gạt hết đám thạch học đi Toàn bộ tượng đá liền hiện ra Đó là một pho tượng đứng Là trực tiếp tạc Ngay trên vách núi đá Phần đầu chim là một gương mặt Quái lạ tính nữ Vừa giống người vừa không giống người Đôi mắt rất dài Không có biểu tình gì Lạnh lùng cay nghiệt vô cùng Dây chân tưởng chạm khắc Nằm cái đầu lâu Con chim đứng trên đỉnh Dường như những đầu lâu này Là phần xương cốt còn thừa lại Sau khi bị nó ăn thịt bàn tử đứng dưới nhìn Liền kinh hồ một tiếng Trời ạ, à, tiểu ngô Đây chẳng phải là Tôi nhảy xuống khi thấy được toàn bộ bức tượng Liền hít ngược một hơi lạnh toát Hoa ra Tượng đa chim mặt người trong hang đá trên vách đá dốc y như đúc Lũ quái điều trong khen đứt Rơi đáy trường bạch Hình dáng chạm khắc cực kỳ sinh động Nhìn bên ngoài đá núi Có lẽ lúc tu tạc còn sơn màu lên nữa Nếu như không phải con rêu xanh phủ kín Trong khu rừng âm u này Mà nhìn thấy Có khi còn tưởng lũ quái điều từ trường bạch Bay đến nơi này rồi về mặt tất cả mọi người đều kinh dị Ngay cả muộn du bình cũng lộ vẻ bất ngờ Tất cả mọi người ở đây Đều từng đến trường bạch Thành được bức tượng đá này Khó tranh khỏi nhớ lại tình cảnh đáng sợ lúc đó Tôi và bàn tử Vội vàng động thủ Cao xanh mấy bức tượng đá Trong các hang đá khác ra Phát hiện bên trong toàn là tượng đá chim mặt người Giống y hệt nhau Có lớn con nhỏ Hình dáng đủ kiểu phát hiện bên trong toàn là tường đá chim mặt người dốc y hệt nhau con lớn con nhỏ hình dáng đủ kiểu an ninh hít một hơi nói xem ra suy đoán lúc trước của chúng ta không sai lũ ác điều mặt người trong trường bạch sơn chính là tô tem của tây vương mẫu nguyên hình của chim tam thanh có lẽ tây vương mẫu nằm giữ được một số những kỹ thuật cổ xưa mà chúng ta không biết có thể thuần dưỡng lũ ác điều này có lẽ lăng mộ trong lòng đất ở Trường Bạch Sự biên mất của nước Tây Vương Mẫu Và cuộc di dân đến phía đông thần bí Tất cả đều có liên quan đến nhau Lũ quái điểu Có lẽ vốn là sống trong ốc đảo này Về sau đi theo các di dân Tách ra đến phía đông Làm người bảo vệ cho lăng mộ Tôi nói không sai Tôi vẫn luôn có cảm giác Địa hình nơi này Có nét tương tự với địa hình của Hoàng Lăng Trong lòng đất ở Trường Bạch Đều là nằm trong một thung lũng Như hố thiên thạch khổng lồ Xem ra nơi đó Có lẽ cũng là một phiên bản của cung Tây Vương Mẫu Nhưng gì chúng ta trải qua Ở núi Trường Bạch Chỉ có thể coi là một cuộc diễn tập Nơi này mới chính là sao huyệt Thực sự của người ta Bạn tử nghe xong liền Long mồ hôi nói Mụ nội nó chơi Nếu đông như mấy người nói Vậy đây là quê nhà của lũ chim chết tiệt đó hả Vậy chúng mình đi vào đấy chẳng phải là đi chết sao. Cái này còn khó nói lắm, tôi quay đầu cười khổ, An Ninh bảo, không đến mức ấy, chuyện đã cách quá nhiều năm như vậy rồi, khi hậu nơi này thay đổi quá dữ rồi, từ một thảo nguyên rộng lớn con lại thành một ốc đảo, thức ăn quá ít, loài chim này có khi lại tuyệt chủng rồi ấy chứ. lưu chim ta thấy trong trường bạch, có lẽ chỉ là số còn lại sau chọn lọc tự nhiên. Có điều Bất kể ra sao Được Tây Vương Mẫu lấy chim xanh Làm thân bảo vệ Ở đây có tô tem như vậy Chứng tỏ chúng ta đã tiến vào trong phạm vi Của cung Tây Vương Mẫu Các hàng đá chạm khắc tô tem ở đây Là một loại thông báo với người ngoài Cũng là một loại cảnh cáo Chẳng đường phía sau chúng ta Phải càng thêm cẩn thận Chúng tôi đều gật đầu Bạn tử nói Mẹ kiếp Nhờ cả vào lời này của cô đây Lưu chim chết tiệt này thật sự tuyệt chủng mới tốt Bạn không lại liên lụy đến tôi Thế là mô kim hiệu ý Sẽ tuyệt diệt mất đây Lo lắng của bản tử Cũng là lo lắng của chúng tôi Chúng tôi liếc nhìn nhau Không ai nói gì Vẻ mặt đều hết sức phức tạp Chỉ nát lại trong chốc lát An ninh chụp hình lại những tượng đá này Đến xung quanh một lượt Ngoài đa ra thì không phát hiện thêm gì nữa Một du bình liền bảo chúng tôi xuất phát Chúng tôi liếc nhìn những hang đá này một lượt nữa, xốc lại tinh thần, rời vách đá này đi, tiếp tục tiến vào sâu trong khe núi. Có lẽ do ảnh hưởng của những hang đá này, mà trong một khắc đó, tôi cũng cảm thấy được một cảm giác bất an bao phủ lên toàn khu rừng rậm, dường như chúng tôi đang tiến vào một thế giới quỷ quái không ai hiểu nổi vậy. Chương 58. Cơn mưa thứ hai. Rời khỏi những hang đá trên vách đá Chúng tôi mỗi người Tự điều chỉnh tâm trạng của mình Tiếp tục đi sâu vào trong khe núi Do ảnh hưởng của tượng đá Trong các cây hang kia Chúng tôi đi vô cùng cẩn thận Chú ý từng động tĩnh trong rừng rậm Rất sợ bị đụng phải Thế trận mai phục Tây Vương Mẫu Đã sắp đặt từ ngàn năm trước Nhưng theo từng bước thâm nhập của chúng tôi Lại chẳng có chuyện quỷ dị gì xảy ra cả Cả chặng đường đều bình an vô sự Thậm chí ngay cả những di tích khác về nước Tây Vương Mẫu cũng không thấy. Chỉ có khu rừng rậm rạp, càng ngày càng dày đặc. Dê cây vòng vèo quấn quýt che kín trời đất. Như thể chúng tôi đang ngày càng rời xa khỏi vương cung Tây Vương Mẫu, chứ không phải đang đến gần vậy. Càng đi về sau, mắt như hoa hết cả lên. Chỉ cảm thấy đâu đâu, cũng là những dây leo quấn quýt rồi rắm màu lục. dường như đang bước đi, trong một bát bún dâu rồng đang mọc mốc xanh lét vậy tôi đây coi như là lính ngộ được cái gì gọi là rừng rậm khu rừng ở sơn đông với tần lĩnh mà tôi từng đi qua so với nơi này thì đúng là như đi du lịch vậy ở đây đi được một km thì ở đây chắc không đến nổi một trăm mét mỗi bước đi chính là một lần gian khổ đi gương mặt kiên nghị đau đầy mồ hôi của phan tử cũng không biết hồi xưa anh ấy đi chiến tranh đã phải trải qua thế nào cửa cam đầu tiên lên phía trước như thế để khi khu rừng tôi đen hai bên khe núi đều thành tranh dôi bóng chúng tôi vẫn chưa đi xa là mấy trong nhóm cũng không ai nói lời nào chỉ có tiếng thở dốc và tiếng mũi vo ve ba từ đi đến mức mụ mị cả người muốn mắc chứng cuồng loạn luôn thế là đi phía trước hát sơn ca nâng cao tinh thần cho mình hát bài Hoa kia vì sao đỏ thắm thế hoa kìa vì sao đỏ thăm thế vì sao đỏ thắm thế Chào ôi hoa thắm tựa như tựa như lửa hồng thiêu đốt anh ta đi mở đường ở ngay phía trước đội ngũ bọn tôi anh ta hát đồng thời cung sốc lại tinh thần cho bọn tôi chuyện này thì đường hòng trông cậy và muộn du bình nhưng mà bàn tử hát thật sự là dở quá hơn nữa cũng chả phải hát hò nghiêm túc nghe như đang gọi hồn vậy Phan tử đi phía sau Không nghe nổi nữa Lên trời. Mẹ kiếp Chỗ này nóng bỏ mẹ ra Không hát được cây gì mát mát tí hả Bà tử nói ông thì biết cây gì Đây là bài hát Của khách đến thăm vùng núi băng Tôi hát ấy Là để nhớ lại sông băng Nơi núi trường mạch Ít nhiều thì cũng mát lạnh hơn chứ Phan tử nói Vậy hát bạch mau nữ không được hả Trực tiếp luôn Khỏi liên tưởng Bạn tử nói Ông còn đòi chọn bài nữa Ông tưởng tôi là cây đài radio Muốn nghe gì thì hát nấy hả Ông đây hát cho nghe Là đã nể mặt lắm rồi Bất ý kiến mẹ đi Đang chửi nhau Bóng bầu trời xuất hiện chớp giật Trên tầng mây anh chớp lóe Gió nổi lên Trên bầu không xuất hiện những hạt mưa nhỏ Chúng tôi đều yên lặng lại ngẩng đầu nhìn trời Xuyên qua tán cây Mây đen sáng bừng lên Dường như còn những tia chớp Cùng nhốn nháo trong tầng mây Mây đè nặng xuống đỉnh khen núi An ninh thở dài nói Đi đường đêm lại gặp mưa gió Xem ra Tây Vương Mẫu không chào đón chúng ta Chúng ta đêm nay phải chịu khổ rồi Bạn tử bảo Mưa đi mưa đi Tốt nhất là mưa đi Mưa xuống liền mát Ổi bức chết đi được Hai chai trứng dây đống quần bàn ra đây à, Cũng ấp nở thành gà con rồi Chúng tôi nghe được liền cười phá lên Phan tử mắng Vậy cậu trông coi kỹ con gà con của mình nhá Kẹo lát nữa bị sét đánh chung đấy Lời chưa dứt Mưa liền rơi bơi đầu là vài giọt mưa Bắn xuống mặt chúng tôi Không đợi chúng tôi kịp phản ứng Mưa lớn liền ao ao chút xuống Loáng cái dần như Toàn bộ khu rừng đều tĩnh lặng hẳn lại Ngàn vàn cây cỏ lặng yên Không một tiếng động Sau đó oanh một tiếng Toàn bộ khe núi lập tức nghe tiếng nổ vang Đường mưa xuyên qua khe hở Giấc các tán cây Qua xuống như roi ra Gần như quất chúng tôi ngã sấp xuống luôn Chúng tôi không ngờ Mưa lại dữ dội đến thế Không kịp đề phòng Cả lù đều ôm đầu chạy trôi chết May là chúng tôi ở dưới đáy khu rừng rậm Từ phía có rất nhiều cây đại thụ Tan cây dày đặc kín mít Trên một cây to Có một tấm màn tre kết từ dây leo quấn quyết lại. An ninh kêu to, cho tôi bèn trèo lên cây trú mưa. Mọi người túm tụm một chỗ, cả lù đều ướt như chuột lột. Bạn tử nói, mẹ kiếp, chỗ đéo nào cũng mưa. Đây chính là Long vương dạ đi đái tổ tổ trên đầu chúng ta rồi. Lúc này, có một tiếng chớp lóe lên, chiêu sáng toàn bộ khen núi. Đường theo anh chớp nhìn về phía trước, trên một vách đá Nước mưa đã tụ lại Thành một thác nước lớn trút xuống ảo ảo Trong đêm đen rừng mưa quay cuồng Hai bên là hai màn nước khổng lồ trút xuống Thật giống như cảnh tượng Moses tách biển Hùng tráng dị thường Mà ở dưới khen núi Nước mưa trút xuống hay thành vô số những dòng suối nhỏ Bắt đầu tụ lại vào nhau Rất nhanh Chúng sẽ tụ thành một con sông Chảy xuống đầm lầy dưới hạ lưu Chưa kiến cảnh tượng như vậy Tôi bóng hiểu ra Nguyên nhân hình thành ốc đảo này Nơi này là điểm trung thấp nhất Trong bồn địa sai đặt mộc Tất cả nước ngấm và nước mưa Đều tụ hội tại nơi này Có thể nói Nơi đây chính là trung tâm của mạch nước ngầm Của toàn bộ sai đặt mộc Lòng sông khô cạn của sai đặt mộc Có lẽ không thật sự cạn khô Mà là chuyển sang chảy ngầm đến nơi này Vì thế Dù là mấy ngàn năm sau Khi hậu biến đổi đến thế nào vùng bồn địa xung quanh Dù từ rừng rậm biến thành sa mạc như thế nào Đây đây mà rừng nguyên dáng vẻ cây cối sum xuê Từ năm ngàn năm trước Tàng phong tụ thủy mà không động Cây gọi là đất quý phong thủy Không phải chính là vùng đất ngàn năm không biến đổi đấy ư Đây là nơi có cung Tây Vương Mẫu Quả niên là vùng đất có bảo nhãn của long mạch tổ tông Của cả hệ thống núi Côn Lôn Kỳ cành như thế này cũng chỉ xuất hiện ở nơi như thế này. Đang cảm khái, Ban tử lại không an phận. Cây mông to bự của anh ta cứ lấn tới lấn lui. Không gian trên cây cây này vốn không rộng. Anh ta khẽ động một cái là tất cả mọi người đều không dễ chịu gì. Phan tử liền mắng. Thằng danh này, làm cái gì thế? Ngứa ra hả? Ban tử cau mày nói. Không biết làm sao. Mông của ông đây tự dưng ngứa muốn chết đấy nói xong lại tiếp tục xây dịch cây mông cò cò lên cành cây tôi nghi bụng tên này lắm chuyện quá bởi định nói anh ta vài câu bông điên mông mình cũng thấy ngứa ngứa loáng cái thành ngứa đến khó nhịn cứ như có gì đó đang bò bò dưới ấy vậy tôi liền co chân lên đình thò tay xuống gãi thò tay xuống mới cảm thấy không ổn liền nhảy dựng lên sâu cả lô liền đứng hết dậy tôi gai mông sồn sột, sột đi xuống cái thân cây khô Chúng tôi vừa tựa vào Vừa đìn cả mặt tay mét Chỉ thấy trên thân cây Đầy những con sâu mọt chi chít To chừng nửa cái móng tay ngón út Hình như là bò ra từ khe hở trên thân cây Trên đùi và mông bọn tôi toàn là sâu Phùi không hết được Mẹ nó chứ Bàn tử chửi toáng lên Mọi người đều dẫm chân bình bịch Được dẫm chân cũng không có tác dụng gì Nếu con sâu này vốn không sợ người Cứ như là coi bọn tôi là cây ấy không chút do dự Bỏ hết lên người bọn tôi May mà chúng tôi Đã thắt chặt ống quần Chúng không bỏ vào trong được Thế nhưng mông tôi với bàn tử Gặp tai ương rồi Chúng tôi đành phải chạy ra giữa mưa Để nước mưa ngấm vào mông mình Đường mưa lạnh lẽo ngấm vào trong quần Tôi mới cảm thấy bất ngứa một chút Chỉ là sau khi xong ngứa Chỗ mông vốn ngứa lại cảm thấy đau Tôi thầm chửi đồng Nghĩ không phải là có độc đây chứ Lúc này những người khác cũng đã chạy thoát loang cài nước mưa chút ảo ảo lên người chúng tôi Chúng tôi muốn nói Cũng không nói nổi Chúng tôi trèo lên một cành cây khác Trèo lên trên cây Ở đó có một góc chết Nơi mấy cành nhánh cây đan sen dày đặc Nước mưa rơi xuống ít Thế nhưng lại không đủ chỗ Cho cả năm người chui vào Cuối cùng An ninh và tôi đưa bọn họ đẩy vào Người khác dùng vài trông thấm che đầu Coi như nước mưa miễn cưỡng không đổ xuống đầu Phan tử nói Mẹ kiếp Vợ nãy là sâu bọ gì thế An ninh phủi nước trên tóc Rồi vô vỗ ngọn đèn mỏ ánh sáng đã tối tối Cuối cùng cũng làm nó sáng lên được Sau đó cô ta chiếu đèn lên ống quần mình Dùng bóng tay út gảy con sâu đã chết dính trên đùi mình Đưa ra soi trước ánh đèn Đó là con sâu nhỏ Trông giống nhện vậy Lại có hơi giống như con bò cạp con Không có đuôi Tay an ninh hơi run run cho nên tôi không nhìn thấy rõ lắm Mông tôi lại nói đau Tôi bèn hỏi Đây là gì thế? Có độc hay không? Lại thấy an đình cao mày lại Trong lòng tôi hốt hoảng Còn chưa kịp nói thôi toi rồi An ninh bèn thuận tay Rút con dao bên hồng phan tử ra Nói với tôi Xoay người qua đây Mau cởi quần ra chương 59 Bí mật dưới lớp rêu xanh Nói rồi An ninh tùm lấy dây lưng quần tôi Tôi liền cuống cả lên Khỏi biết câu nàng muốn làm gì Vội vàng che quần Rụt người lại Cổ muốn làm gì An à, Ninh nói Lưu sâu này là loại ve giận Bị nó cắn rồi thì phiền phức lắm Anh với bàn tử đều bị cắn rồi Nếu không muốn sau này Phải nằm sấp mà ngủ Thì mau cởi quần ra Kẻo tí nữa nó bỏ vào đúng quần Thì đời này anh tiêu luôn rồi đấy Tôi vừa nghe vậy để cảm thấy đúng là chỗ nhạy cảm ấy ấy Có hơi ngứa ngứa Nhưng dù thế nào Cũng không thể để an ninh xử lý dùm tôi được Tôi vẫn sống chết giữ chặt quần mình Nói với an ninh à, Vậy cô đưa giao cho tôi để Tự tôi đi xử lý Tự anh làm sao Mà nhìn thấy mông mình được chứ An ninh nói Tôi nghi bụng Thì dù có thế Cũng không thể cho cô nhìn được Lúc này bà tự ở bên cạnh Vừa gãi mông sồn sột, sột vừa gào lên đừng cãi nhau nữa Nói đoạn Giật lấy con dao trong tay an ninh Bảo tôi Bà thím này nói đúng đây Ve giận rất phiền phức Hãy đưa mình qua bên kia Giúp nhau xử lý là được Anh có biết làm không đấy An ninh hỏi Chẳng phải chỉ cần hơi nóng dao là được hả Ông đây dù gì Cũng từng được phân về nông thôn Từng chăn bao nhiêu dê bò Điểm ấy mà còn không biết Mấy người cũng tự kiểm tra mình đi Cô này da mềm thịt non Mời bọn vẽ giận này nhất đấy Nói rồi anh ta chỉ về phía cành cây bên kia Bảo tôi đến đó Ở đây mưa cũng không qua lớn Nhưng cành cây ở đó Hình như không chắc chắn cho lắm Nếu bây giờ không lo được nhiều vậy Chào đến đó xong Quay đầu nhìn bọn an ninh Hình như không thấy bên này được Mặt bàn tử hơi biến đổi Run rẩy cởi phát quần ra Nói với tôi Màu 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 Không ông bị cắn cho tàn phế bây giờ Tôi treo ngọn đèn mỏ lên một cành cây Vừa nhìn liền choáng vắng Ôi mẹ Chỉ thấy khắp đùi và mông anh ta Toàn những cục máu to như hột đậu Có cục còn to bằng cỡ hột đậu tăm Nhìn kỹ lại Mới thấy tất cả những cục máu này Đều là những cái bụng hút no máu Của mấy con giận nhỏ vừa nãy Trường phình đến trong suốt rồi Anh làm sao mà thế này Tôi đột nhiên mắc ói Che miệng mình lại Thế này cũng quá kinh rồi Sao mà nhiều con bò vào trong thế chứ Quần này chật quá Ông đây từ lúc vận chuyển đá Ở trong thành ma Đã rách toát ra rồi Anh ta rũ rũ quần Rách toạc một khe lớn Lúc ấy còn nói rách ra càng mát Thế là chẳng thèm xử lý Để khi vào trong rừng liền quên bén mất Đúng là nghiệp chướng mà Cậu nhanh tí coi Lâu dần này có thể liên tục hút máu suốt 3 ngày Hút đến gấp 6 gấp 7 lần thể tích của mình chỉ cần 30 con là hút sạch máu một con thỏ rồi Ông đây đã thiếu máu Không chịu nổi dây vò đâu Tôi cầm dao Chỉ cảm thấy dạ dày sôi sùng sục Không biết phải cắt làm sao Lòng ngóng nửa ngày trời Bèn nghi muốn thò tay vào nặn ra Bàn từ bèn co rụt cây mông mà né tránh nói Tuyệt đối đừng co kéo ra Nó là cắn vào trong thịt Đầu găm vào trong da mà hút Cầu kéo một cái là đầu nó đứt ở trong Giống bọn sâu tuyết ấy Cứ làm như tôi nãy bảo Lê lửa hơ lưỡi dao Rồi trà nó Tôi gật đầu Ngay cả cơn ngước của mình cũng quên mất Tôi run run móc bật lửa ra Hờ lưỡi dao đến đóng đỏ Sau đó di xuống từng con Từng con ve giận hút no máu to như quả khí cầu Lưu giận sợ nóng Dí vào gần một chút liền rút đầu ra Tôi liền gãy nó ra Dùng can dao đập chết Là một cái tét ra một bọc mau lớn một lần hơn một con Bàn tử đau gần chết Sau đó tôi thấy chân anh ta mềm nhũn Tay tôi cũng mềm nhũn Làm đủ nửa giờ Mưa cũng nhỏ dần đi Tôi mới làm sạch được đùi và mông bàn tử Phạm tử kiểm tra bản thân xong Cô qua giúp đỡ Nhưng anh ấy vừa qua đây Cành cây liền rung bẩn bật cho nên đành thôi Anh ấy bảo chúng tôi Làm sao nhất định phải sát trùng đấy Không thì dễ mắc sốt rét lắm Làm xong Thoả nước sát trùng cho bàn tử Tôi mới gắng gượng cởi quần cho bàn tử xử lý Nói thật Trong cái tình cảnh này Phải đứng tấn xuống cho người khác Điên ngắm mông đít mình Thật đúng là không chịu nổi Nhưng chẳng còn cách nào khác Có điều Tình trạng bị cắn của tôi đỡ hơn Hơn 10 phút sau là xử lý xong rồi Kiểm tra lần cuối thế quạt thực Không còn sót một con nào nữa Mới coi như thở phào nhẹ nhõm Mặc quần vào Chúng tôi trở về chỗ mọi người Hai người lúng túng cười cười Phan tử hỏi bọn tôi sao rồi Tôi gật đầu nói vẫn tốt Nhìn chung không bị sót Rồi tôi hỏi bọn họ Có bị cắn hay không Phan tử và an ninh Chỉ bị cắn mấy phát trên cánh tay Muộn du bình thì một vết cũng chẳng có Khiêu giác của ve giận rất nhạy cảm Có thể ngửi được Nho máu của mấy người Xem ra hai anh khá là ngon miệng đấy An ninh giải thích Tôi nhớ lại chuyện vừa rồi Cảm thấy hơi xấu hổ Bè nói lảng sang chuyện khác hỏi Sao ở đây có nhiều giận thế Cái thứ này Không phải ẩn nấp trong cỏ sao Sao lại tụ tập ở trên cây này vậy Lẽ nào chung nó cũng hút nhựa cây Lô côn trùng hút máu Thường núp trong cỏ Bởi vì nơi này Có xác suất động vật đi qua rất cao Chứ ở trên cây Thì thường không có An ninh lắc đầu Ý là cũng không hiểu Có điều ở đây có loài ve giận này về sau chúng ta phải cẩn thận Lâu này là loài ve dần đáng ghét nhất Mấy loài khác như muỗi, đỉa vân vân Rất ít khi giết chết vật chủ Duy chỉ có lũ giận này Là có thể hút khô máu của vật chủ Lần trước tôi công tác Một hạng mục ở châu Phi liền nhìn thấy một con hiêu cao cổ Chết trong tay lũ giận này Trên sang toàn là nhọt máu Kinh khủng cực kỳ Chúng ta vừa đến gần là tất cả lũ ve giận này Đều xông về phía mình đông nghìn nghịt giống như một cái bóng trên mặt đất đang di chuyển ấy người dân đường hồi đó sợ chết khiếp liền dùng bình chữa cháy trên xe chúng tôi ngăn chúng nó lại sau đó phóng xe chạy điên cuồng tôi nhớ đến cây mông của bàn tử lại ghi đến tình cảnh mà an ninh nói không khỏi không rét mà run đang nói chuyện tôi bồng phát hiện ra thiếu mất một người vừa nhận ra một du bình không thấy đâu rồi hỏi hắn ta ở đâu An Ninh liền hất cằm chỉ xuống dưới Tôi liền thấy không biết từ bao giờ Một du bình đã treo xuống Cho màn cây tre Mà chúng tôi vừa tranh mưa lúc nãy Bàn đèn mò lên soi Không biết là đang nhìn cái gì Tôi lấy làm lạ hỏi An Ninh Hàn xuống dây đó làm gì thế Không biết An Ninh vẻ mặt phức tạp Điên ánh đèn mò phía dưới Không thèm rên một tiếng đã xuống rồi Hỏi anh ta, anh ta cứ lờ đi Tôi không hiểu nổi người bạn này của anh tôi thở dài kể từ lần nói chuyện kia trong thành ma Một du bình càng lúc càng ít nói thậm chí gần đây mặt hắn cũng đông cứng lại rồi một chút biểu cảm cũng không có cho biết trong đầu người này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì có lẽ hắn đúng là như lời hắn nói trong thế giới của hắn vừa luôn chỉ có mình hắn cho nên hắn vốn không có bất cứ cái gì cần phải biểu lộ ra Đi ngọn đèn phía dưới kia Có lẽ là đang treo trên cành cây Bị gió thổi đung đưa qua lại Tôi có hơi lo lắng Không biết hắn ta có bị ngã không Rồi ngay lập tức Là nghĩ thằng danh con này Vốn nghề nghiệp chính là chuyên gia mất tích Có khi nào hắn thừa cơ hội này Một mình chạy biến mất Bọn an ninh không có kinh nghiệm Đây thật là khó tin Tôi điền ngọn đèn đung đưa phía dưới không nhìn thấy rõ lắm Rốt cuộc có phải là hắn ta ở dưới đó hay không Nghe đến đây Tôi liền không yên tâm Bẹt bật đèn mỏ Nói với an ninh rằng tôi phải xuống xem chút Sau đó đội mưa to Ôm lấy thân cây Cẩn thận tua xuống dưới từng đoạn một Leo xuống bên cạnh ngọn đèn mỏ phía dưới Tôi nhìn xung quanh một lượt Trong lòng tức thì rét lạnh Đúng là không có ai Bên dưới tán cây cối Chúng tôi vừa tranh mưa ban nãy Trông hoách trông hoác Nào đầu cây bóng của muộn du bình Chó chết Tôi thầm chửi một tiếng Chẳng lẽ chuồn thật rồi Tôi liền tức giận đến nỗi không kìm nổi Người này bị làm sao thế Bà từ làm chuyện xấu còn biết đánh tiếng Cái kẻ này Vốn không coi chúng tôi có tồn tại Thật là quá đáng mà Lừa giận bừng bừng Đang định giáo bọn bàn tử xuống bàn đối sách bao tất cả các cành cây rung động một cái Một ru bình từ trong bóng tối Ở trên vòm cây cối kia ló ra Dọa tôi giật thoát mình một phen Tôi ngẩng đầu nhìn lên Hoa ra hắn đứng ở trên đỉnh vòng cây này khỏi biết đang nhìn ngó cây gì Sợ bóng gió một trận Tôi không khỏi thở vào một cách thật dài Hắn thấy tôi cũng leo xuống Hơi ngần người một chút Rồi ngoác tôi lại gần Tôi trèo lên Thế trên cành cây Các loài dây leo dương xỉ ký sinh quân quyết xoắn bệnh vào nhau bên ngoài vòng cây mọc đầy rêu xanh bị hắn ta dùng dao cắt bớt rêu bị cạo bớt phở lên dây leo ở trong bị chặt đứt để lộ ra thứ bị bao bọc bên trong trong làn nước mưa có thể nhìn thấy cả đống ve giận lao xuống nước đọng trong đống dây leo này tôi không biết muộn du bình tìm cái gì trong đống này chỉ biết ở đó bông lên một mùi rất khó ngửi đang muốn đến sát gần để nhìn một du bình lại dùng sức Bới một đống dây leo đã chết khô ra Ngày tức khắc Tôi chỉ cảm thấy trước mắt cay xẻ Từ trong cây hố bị vạch ra kia Ao ao tuồn ra Một đống ve giận Tôi sợ quá vội lùi về sau Xuyên đưa ngã lộn cổ Từ trên cây xuống May mà mưa to Lô ve giận này loang cái Bị đơn mưa rào rào rửa trôi mất Tôi vịn lấy cành cây bên cạnh Bịt mũi lại tiến đến gần lần nữa liền thấy thứ bị quấn quanh trong đống che phủ này. Đó là một đống hải cốt động vật, được bọc trong da lông đã hư thối. Da giữa nát thành màu đen, không biết là động vật gì. Một du bình dùng dao găm, sọc vào đống da lông. Quay lên một chút, phát hiện hải cốt này đã giữa nát hết. Bên trong da là xương cốt. Đàm dây leo này mọc xuyên vào trong cơ thể nó, còn lấy xương cốt nó khiến hải cốt và cây cối xoắn bệnh vào nhau rất chặt. Bề trên phủ đầy rêu xanh, cho nên chúng tôi mới tưởng đó là một đống thực vật mọc quấn vào nhau ở trên cây như bình thường, mới đứng dưới chú mưa. Không biết là động vật gì, to quá, chắc là bị mấy con giận này hút máu, xong nhiễm bệnh mà chết. Trước khi chết nằm bò trên cây, kết quả khiến tất cả đống giận xung quanh ôn ôn kéo tới, bị hút kiệt máu sau đó bọn giận ben nghỉ lại trên cái xác chờ vật hy sinh kế tiếp mùa du bình cao mày nói với tôi tôi nghe mà nhớ đến vợ nay chúng tôi còn chu mưa dưới này liền cảm thấy buồn nôn nói với muộn du bình Lưu ve giận này lợi hại đến thế hả Cái xác này dưa nát hết rồi Thế mà chúng vẫn chưa chết mùa du bình lắc đầu đại khái ý là không biết rồi lại cúi đầu nhìn bộ hai cốt này không biết nghĩ đến cái gì Đột nhiên rút thanh hắc kim cổ đao của hắn ra Dành một vết trên chính tay mình Dùng sức nặn vết thương ra Máu chảy ra từ bàn tay hắn Sau đó hắn nằm lấy tay áo của tôi Bôi máu lên đó Tôi sừng sốt Còn chưa ý thức được hắn làm vậy có ý gì Đột nhiên hắn phủ phục xuống Ngón tay dài đến lạ thường vươn ra Với bàn tay đầy máu Và bộ hài cốt dưới lớp dây leo tức thì vô số ve giận đua nhau trào ra như thủy chiều tôi sợ đến mức kêu ẩm lên nhanh như chớp Tại hắn lôi ra được từ trong đống hải cốt một vật gì đó chương 60 Sương xương rắn nếu như lúc hắn động thủ có một tia do dự nào đấy Điều vậy tôi còn có thể chuẩn bị tâm lý chị ít cung xe không hét ẩm lên thế nhưng cái tên này làm việc quá ác liệt rồi một đông xương cốt kinh tầm như thế Nhiều vé giận như thế Vậy mà hắn có thể thọc tay vào Mà mặt không đổi sắc Đổi lại là ai cũng trở tay không kịp Cùng bài tên này Vẫn còn có lương tâm Bồi máu lên tay áo tôi Chứ không lúc này tôi đúng là Bị hắn hại chết rồi Bình tĩnh lại một chút Phát hiện trong một chớp mắt Lưu dần xung quanh Đã không còn có một con nào Tôi vừa khiếp sợ uy lực của hắn Lại vừa cảm thấy buồn bực Lúc ở tận lĩnh và trên núi tuyết Lâu nay tôi vẫn cảm giác máu của mình Cũng có năng lực này Không biết vì sao Hình như lại không có tác dụng Đối với lưu ve giận ở đây Lẽ nào máu của tôi với máu của muộn du bình Có khác nhau hả Hay máu tôi hòa hầu còn chưa đủ Muộn du bình lấy vật Mà hắn vừa kẹp ra từ trong đống xương Dơ ra trước ánh đèn bỏ Cẩn thận xem xét Tôi lại gần liền phát hiện ra đó là một vật màu xanh biếc to chừng bằng quả đấm. Một Du Bình giơ tay ra chỗ mưa rơi, để mưa xối một lúc rồi cầm trở về. Tôi kinh ngạc phát hiện, thứ này tôi đã nhìn thấy rồi. Đó là một chiếc đèn pin bằng đồng kiểu cũ đã bị móp méo. Nhìn sơ qua, tôi liền biết vật này là đồ của những năm 80 sau cải cách mở cửa. Lớp vỏ đồng đã rỉ sét xanh lè hết cả. Mở đáp gian đình, cùng bên bên trong đan nát giữa Trông như một đống cháo bát bảo mốc meo vậy Sự ngờ vực trong lòng tôi Dâng lên đến cực điểm Loài vật này sao lại xuất hiện ở đây Trong đống xương cốt động vật này Lẽ nào đây Lại là hai cốt của người Đang suy nghĩ Một dù bình lại thọc tay vào trong đống hài cốt Lông này Thì không có con giận nào bỏ ra nữa Hắn nhắm mắt lại sơ sơ năn nắn Dần nhanh liền chụp được thứ gì đó hơn đất thư đó hình như còn rất to phải dùng đến tay còn lại cùng kéo ra mới móc thư đó lên được tôi vẫn nhìn cổ họng liên nghẹn lại đó chính là một đoạn xương cánh tay của người đang mục nát đầy lỗ thủng bên trong toàn là chất bẩn đen sì không biết là cái gì thôi giữa đây tôi nhất thời không biết nói gì đây là một con chăn đại thủ ăn thịt một người đèn pin này là trên người kẻ đó một du bình mặt không đổi sắc nói hơn nữa là phụ nữ tôi thấy trên xương tay này còn dính một chuỗi hình như là đồ trang sức bên một du bình nói không sai trong lòng dây lên một cảm giác khác thường tôi lập tức hưng phấn nghĩ đến rất nhiều chuyện ốc đảo này địa hình kỳ lạ chỉ sau khi mưa to sông ngầm an -ra -ra mới nổi lên trên lúc ấy mới có thể nhìn thấy mà ở buồn địa sai đặt mộc Mưa là chuyện không tưởng Nếu có công nhân giàu mỏ Hoặc đội thám hiểm vừa khéo phát hiện gian nơi đây Lúc trời mưa Sau đó xông vào Bị chăn lớn nuốt chừng Chuyện này mặc dù có khả năng xảy ra Thế nhưng xác suất không lớn Một khả năng khác Thì làm tôi sợn gai ốc Xác trên trong bụng chăn đây Phải chăng là một thành viên trong đội ngũ Của văn cầm năm xưa Dù sao Văn cầm năm đó đến phút cuối cùng Lại từ bỏ cơ hội Tiến vào cung Tây Vương Mẫu mà trở về Đội ngu khác tiến vào Di trì cung Tây Vương Mẫu Cuối cùng ra sao Ngay cả cô ấy cũng không biết Một dôi bình chắc chắn cũng đi đến điểm này Ngưng lên nhìn bọn an ninh phía trên Rồi nói với tôi Lên gọi bọn họ xuống giúp Đảm bộ xương rắn này lên Xem bên trong rút cuộc là ai Tôi ở một tiếng Bèn xoay người trèo lên mấy bước Vừa trèo vừa gọi đám người bên trên Bây giờ liền thấy bàn tử đã trèo xuống Nghe tiếng tôi gọi Bèn vội vã bước nhanh đến Này xuống đi bên cạnh tôi Hỏi tôi sao thế Tôi nói có phát hiện lớn Rồi lại gọi hai tiếng với phan tử và an ninh Gọi hai người bọn họ cung xuống Có mấy người đi đến bên cạnh bộ xương rắn Tôi liền đem chuyện chúng tôi phát hiện Nói với bọn họ một lượt Lập tức cả đám liền hiếu kỳ An ninh lập tức căng thẳng Lập tức qua xem Bà tử liền nói chẳng trách lúc này ta cứ thấy được có người đang kêu gọi hóa ra chúng ta còn có một vị tiền bối cách mạng hy sinh chốn này thật là trùng hợp mau mau đào lên cung kính ngắm nhìn cây coi bây giờ mưa đã có xu hướng nhẹ bớt tuy rằng vẫn không nhỏ nhưng không dữ dội được quất roi nước như lúc trước thực ra người chúng tôi đã ướt hết sạch rồi giờ cũng chẳng ngại gì nữa nhưng thật ra tôi vẫn cẩn thận che chắn bảo vệ cho ống tay áo dính máu muộn du bình con đường sau này có thứ này có thể cứu mạng tôi chúng tôi leo lên trên tấm màn thực vật khổng lồ này lúc nãy có mỗi hai người thì còn được chưa bây giờ nhiều người quá thứ này không chống đỡ được Bạn tử với tôi chỉ có thể đạp chân lên một cành cây khác ở bên cạnh để thứ này không bị sụp xuống chúng tôi dùng dao găm chặt bớt mấy dây leo chết khô ở trong đi vạch bộ sắc rắn ở bên trong ra ngoài nếu là trời trong thì có lẽ đào nó lên dễ dàng hơn nhưng đây là dưới trận mưa to tầm tã côi đầu một cái là nước mưa liền theo tóc mái chảy xuống mắt không nhìn rõ lắm Cho tôi thỉnh thoảng cơ phải hất nước trên tóc ra mới có thể nhìn thấy rõ được thứ ở bên dưới có điều điều người không phải là tốt nhất là bản tử tường nhát dao hạ xuống dứt khoát dứt điểm không chút nào mảy may Nghĩ đến việc liệu con lơ chém hỏng mất Di cốt tiền bối cách mạng nhà anh ta hay không Chẳng mấy chốc Đàm dây leo đã bị đào ra một lỗ hỏng Một đoàn xương rắn rất lớn lộ ra ngoài Bà Từ chửi một tiếng Tôi cũng có hơi kinh ngạc Bởi vì mới ban nãy nói là rắn Tôi cũng không ý thức được Là rắn lớn đến mức ấy Xem đường kính con rắn này Con rắn này có lẽ Còn to bằng cả một thân người vậy dàn lớn như thế nuốt chừng một người có khi còn chưa đến một phút keo rượt hết xuống trong đống xương rắn bao quanh chúng tôi liền thấy phần còn lại của một bộ xương người vặn vẹo móp méo có lẽ con chân này sau khi nuốt người này không lâu thì chết Chứ không xương cốt sẽ bị nhà ra ngoài rồi trên bộ hải cốt còn con lớp quần áo còn chưa mục nát hết nếu đã hoàn toàn không còn nhìn ra được kiểu dáng hồi đó là như thế nào nữa. Phạm tử học dáng vẻ muộn du bình, kèm từ trong ra một món đồ khác. Đó là một chiếc dây lưng, chỉ lôm đốm mây vết gì, hình như là inox. Anh ấy lôi ra, dùng dao cạo cạo, sau đó đưa tôi. Cả bọn lại gần, tôi liền thấy trên mặt dây lưng khác mấy chữ số. 022 000 59. Tôi kinh hãi, lập tức quay sang nhìn an ninh là số hiệu đăng ký của công ty cô, là người của mấy người 02200059. Dãy số này theo lời an ninh nói là một dãy số thần bí, ẩn hàm trong một mảnh sách lụa chiến quốc. Uông Tàng Hải muốn phá giải nó, nhưng nghĩ suy trăm mối mà vẫn không hiểu nổi. Vì vậy mới gọi là dãy số của trời, bởi đem đặt làm mật mã của mình. Vì sao thiết diện sinh? Là đem giấu một dãy số kỳ quái Trong phần sách lụa cuối cùng Đằng sau có kỳ ngộ gì Chuyện này có lẽ có ẩn tình Nhưng không liên quan đến sự việc chúng tôi hiện giờ Đang gặp ở đây Ở đây sẽ không nói nhiều nữa Mà ông chủ nhà truyền giáo cầu đức khảo của an ninh Cực kỳ mê say với uông tàng hải Bởi vì lẽ đó Mời đem dãy số này Là mã số biểu tượng cho tài nguyên công ty của chính mình Trên trang bị Trên xe của đội an ninh đều có mã số này Biểu tượng của loại công ty này Trong các hoạt động thám hiểm quốc tế Chắc chắn rất quan trọng trong việc tìm người Bây giờ trên dây lưng tôi Cũng có một dãy số Có thể nói thế này Mà dây lưng này là chứng cớ cho thấy Người chết đích thị Là thuộc đội ngũ của an ninh An ninh mới đầu không hiểu tôi nói vậy Nghĩa là sao Ben nhận lấy xem kỹ Vừa nhìn mặt liền trắng bạch Đây là dây số biểu tượng của công ty cô đúng không? Tôi hỏi. An ninh gật đầu. Lại vẫn chưa hiểu rõ lắm. Mẹ không thèm để ý chỗ này đã lắc lư sụp đổ. Nhảy phớt lên chỗ khe hở, chúng tôi đã đào ra. Ngồi xổm xuống, dùng đèn mò soi sáng bộ hài cốt. Nhưng người khác không hiểu tôi đang nói gì. Bà từ hỏi dây số biểu tượng là cái gì? Tôi bèn thuật lại một lượt những lời an ninh đã nói với tôi. Bà từ nghe xong liền nhìn dây lưng của mình. Những dây thắt lưng của anh ta Với phan tử Đều là của chính bọn họ Trang bị của tôi mới là của an ninh Cho nên chỉ có dây lưng của tôi Mới có đánh dấu này Bạn tử xem xong Vẻ mặt rất không vui Quay đầu hỏi an ninh Này tôi nói này cô Ninh Mẹ kiếp có phải nhà cô Lại bị bọn tôi không Người của cô đã sớm đến chỗ này trước rồi An ninh lắc đầu Không thể nào Trong công ty hoàn toàn không có ghi chép gì cả nếu chúng tôi tới được đây Vậy với thực lực đó Chắc chắn không có chuyện chúng tôi Đi hợp tác với mấy người đâu Vậy cô giải thích sao đây Bàn từ giơ cái mặt khóa thắt lưng lên hỏi An ninh quay đầu Lạnh lùng nhìn anh ta một cái Hiền niên trong lòng cũng khó chịu Nói Tôi không biết Anh im lặng một chút Để tôi xem người chết này đã Rồi sẽ giải thích cho anh sau Bàn từ bị an ninh quát Mà không nói nên lời Lập tức nhen nhóm lửa giận Phan tử cũng không tin an ninh Lúc này anh quay sang nhìn tôi Xem phản ứng của tôi thế nào Nếu tôi thật ra Thì lại tin cô ta hoàn toàn không biết thật Tuy rằng an ninh Đã có tiền án trước đây Nếu bây giờ không phải thời điểm nguy hiểm gì Cô ta chắc không đến nỗi lừa gạt chúng tôi Vậy cả Nếu điều bọn họ thật sự đã tới đây Thì quả thực đúng như lời cô ta nói Đội ngũ của cô ta sẽ không tan rã khi còn chưa đến được đây như vậy. vì vậy tôi nháy mắt với phan tử, y bảo đừng lên tiếng. tôi vẫn khá là chủ nghĩa lý tưởng. nếu mọi người đã cùng bước đi trên một con đường, thì không nên khiến mối quan hệ trở nên quá căng thẳng. tôi lại liếc muộn du bình, muốn xem phản ứng của hắn, nhưng hắn không có tỏ vẻ gì cả. lâu này không hiểu sao, tôi lại nhớ đến một câu mà bà nội đã viết trong cuốn sổ của ông nội tôi. Người kể vai với mình trong lúc nguy nan Không nhất thiết sẽ là người cùng mình hưởng phú quý Mà người phản bội mình trong lúc nguy nan Cũng không nhất thiết không thể làm bạn Thế sự vô thường Vợ chồng cũng cố gắng Đây là một câu viết trong cuốn sổ tay Hình như là có ý khuyên ông nội tôi Bất quá lại với đám anh em giang hồ ngày xưa đi Về sau cũng đã chứng minh Mắt nhìn thấu người của bà nội tôi Tuy rằng những người này đã từng cùng nhau lên rừng xuống biển, đổ đấu đãi cát, Có sinh tử chi giao với ông nội tôi. Thế nhưng về sau lúc giàu sang, đa phần thực sự tan vỡ. Người này với người kia mâu thuẫn, người này chơi vợ của người kia, đánh giết có hết, khiến cho ông nội tôi hai bên không biết bên nào tốt. Cuối cùng ông cũng cảm than nói, trong xã hội này không có sinh tử chi yêu. Người anh em ta từng lưng cửa lưng mà bảo vệ cũng có thể biến thành không quan trọng như thế An à ninh với muộn du bình Hai người này Đúng là ứng với lời bà tôi nói Bà từ còn muốn lên tiếng Tôi liền đi ra giảng hòa Bà bọn họ đừng hỏi nữa Để đi xem lại bộ hài cốt kia đã Trong đống xương rắn dây leo quấn quýt Xa người bị vạn xoắn Thành hình cây bánh quay trèo Rất khó để nhận ra là gì An à ninh thọc tay vào đống hài cốt Lục tìm cái gì đó Ở phần cổ cây xác nhưng hiển điên là không có Không có thẻ tên An ninh lại không có phát hiện gì Ben trèo lên Thao sợi dây chuyền trên cổ mình xuống Đưa bọn tôi xem Tôi vào công ty từ năm 1997 Từ năm đó đến nay Cho tôi đi làm hạng mục nào Cũng phải đeo cái thứ này Học theo quân đội Mỹ Để còn biết được thân phận của xác chết Cái xác này lại không có Chắc là đội ngũ của trước năm 1997 Xem ra đúng là người của công ty bọn tôi rồi Vẻ mặt cô ta rất nghiêm túc Hơi dừng lại rồi nói Tôi quả thực không thấy bất cứ tư liệu gì Về đội ngũ này trong công ty Tôi không biết vì sao cô ấy lại ở đây Điều này thực không hợp logic Thưa cô Điếc sang chết không biết nói dối đâu Không phải cô định nói Con chăn này Bởi đến chỗ công ty cô Qua một người rồi đem về đây chơ Bàn tử hậm hực nói Tôi nhìn bộ hài cốt Nghi hoặc trong lòng cũng lên đến cực điểm Đây quả thực là không có khả năng Xem hành động của an ninh thì biết Bọn họ vì muốn lấy được những đầu mối xác thực ở nơi này Mà đã làm không biết bao nhiêu việc Nếu như từ trước năm 1997 Công ty bọn họ Đã có nhóm người đến được đây Nếu vậy bọn họ Cần gì phải tốn nhiều tinh lực Mới đến được đây lần nữa như thế Đang nghi ngại Một du bình vẫn nhìn xác chết suốt không hề nghe chúng tôi tranh luận Hà ta bỗng hạ lên một tiếng Hắn đột nhiên cất tiếng Chúng tôi đều sừng sốt Cả lô quay ra nhìn hắn Hắn đi chằm chằm bộ xương rắn Không biết từ bao giờ Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc Trong đầu tôi nổ bù một cái Phải biết rằng Để hắn lộ ra vẻ mặt này Không phải dễ dàng gì Hắn nhất định là đã phát hiện ra Sự việc gì cực kỳ quái gở Chúng tôi bèn vội vàng tới gần Xem chuyện gì xảy ra nhưng theo ánh mắt của hắn mà nhìn Chúng tôi lại thấy không có điểm gì khác thường Mà cảm thấy quái gở Nhìn mai một hồi Bạn từ bên gần đầu hỏi hắn sao thế Đêm hôm đừng có đi dọa người chứ Một dù bình không để ý đến bàn tử Mà quay đầu nhìn an ninh Nói với cô ta Thật kỳ lạ Đây hình như là thi thể của cô mà Hết trường thứ 60 Hồi sau có nội dung gì Chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe xong nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.